Nhưng bạn dạy tự tôn năng associated memory. Bây giờ như miền segment thịt đem mình phải chỉ nhưng thời ca robot cục miền table miền segment segment map table miền page map table chẳng vì disadvantage cứ vì overhead rồi sao tại vì thời ca là một lúc chán chẳng là bây giờ nghĩ xưa là bây giờ cũng ai access time vì chả đo cái chẳng kia miền là bỏ mỗi cửa sử dụng thì memory là bây giờ núi tức đó là memory allocation này chẳng là sử dụng thì memory nó cứ chỉ hardware và chia register được gọi chỉ cache ta là bỏ năng viên store role instruction được gọi page được gọi program đã request những nhóm trên kia đã request những nhóm trên kia trên pi CPU từ can RAM này. Chứ là bọn nó như thế này là vì tụi thế này tầm hôm ấy cứ tối và ta vì luyện cho nên là cái đấy cái dễ bây chia cho muối vì swap out hard disk rồi có sequential storage để về đại vì component execution chính là information đại là request không về là execute nữa để không về swap out nữa vì nó store được không associated memory được có register nữa vì polymer nó có bên store nó có PMT này SMT này page map table này SM segment map table cho nên p job the dial rồi có instruction the dial vì request đi CPU một đoạn tiết vì thời ca tới xe nó có RAM rồi có xe nó có secondary storage thế vì có anh ta xe trên P associated memory anh ta vì nó ai thử cả bạn chẳng viên lươn chẳng muốn trên này không associated memory nó có vi store tầm lại address chẳng vi store tầm vi store vì store page rồi có segment này cho mỗi đại à sao phở nắng hay vì có store đồng lại address đại vì vô trên pi memory đại content vì store content hay vì store nắng address hiện ok chẳng hạn cứ chỉ advantage này associated memory này. Disadvantage viết cứ viết lại từ xa ta hay là bọn không viết tối hay vì chỉ hardware chẳng vì bảo bạc thuế vì complex chứ vì bảo bạc thuế hay vì thật lại chẳng đôi chi một đoàn thỏa cho nên nó cứ dương dạy tệ tôi năng vô chung em rỉ ấy nhưng ai sum up chỉ basic basic definition chỉ overall definition chứ là virtual memory nó cứ chỉ technique chỉ vị trí sao mỗi đài cái thua lá nằm bay ở program mỗi vì execute bán mình chạm bắt đây mình chạm bắt store program từ đó cho không memory đấy vì khoản store tại process rồi có job mỗi nát đài chạm bắt thử run hay là chọn nào thử run cứ chạm bắt store vì có lỗi từ chỗ không RAM thế.
Chứ kê như tha ca pra pra vô chú mềm vậy nó vì thay ca cooperation thay ca sản gạc nha đầu viên memory manager hay năng processor hardware chứ memory manager nó cũng là miền function đại track có thời ca cho mỗi page nó segment lắm processor hardware nó vì chỉ nhẹ thời ca cho mỗi hardware vì xuất signal interrupt rồi có xoay rộp address này, virtual address này. Chẳng chịu thì họ bây giờ chỉ page mỗi đã request tới pra hay vì ở nơi trong memory chẳng là page fall là exu by page fall handler cứ bỏ memory manager đó vì nó chỉ là do page frame mỗi trong memory trong RAM hay load page nó hay vì nó update information trong memory map table trong page map table này rút phía tệ to nâng RAM trong Windows chứ chúng nó trong Windows vì phở là bao năng ấy cứ vì phở page paging paging memory allocation đó. Tại algorithm kia ở design chom chỉ memory page paging memory allocation đấy. Kể miền ở là bao việc luôn biển. Chỉ một dân gì chọn đấy thì ai tới research thêm để tha trong Windows memory management cái thôi giống vậy chứ miền là page chính trong này này như vì những ai chơi những size của page ấy page pool là non page pool đó anh ấy cứ tiện tạo trong page chính memory allocation đó ai khả năng cái những ai chơi những tầm hôm virtual memory trên trong đấy memory dễ miền để chia tờ đập mối gì này ở đập mối gì trên memory dễ thùng hồ đập mối gì và tay với số memory nếu vì ai là ở đập bảy gì anh đã xa tay dương phở anh cứ chia vào thành mỗi tay dương phở với số memory trên variable physical memory cứ tập một mối chi và tại phần chi dương phở và sử memory về ad ban thom thì năng dương xa tại dương phở memory trên này dương một khi ở toàn những loại đấy dương ad compare reviewing page chứ như là segmentation mà này chứ là page chứ như là dân riêng của môn cứ vì admin internal fragmentation là không page frame chứ mà dân dị dân chạy page thì chạy cho mỗi chỉ page page vì admin page trong khối nó vì ai sao space page như thế chứ nó cứ chỉ internal fragmentation là không page tại nó không virtual memory một segment ấy vì admin internal fragmentation entity sai vì dùng chạy chỉ segment segment chạy chỉ group này program chứ program mỗi vì cũng không phân cứ phân nặng nên không phải chỉ vì admin là external fragmentation đấy là sao ta cũng không phải vì smart smart đấy là phải đại vì load cho không page frame và ta cả này segmentation vì admin là phải hạ external fragmentation này là sao ta cũng không vì smart này cũng không segment là smart này một tiết này program are divided into equal size pages mà tha program tụi nó sẽ chạy chỉ tụm hồng page smart smart này, và ta nên không segmentation riêng ở chạy smart này đấy.
hơi address là address trong page ấy như kiện này là pra page number này displacement hay là trong segmentation cứ segment number hay là displacement sự tiện như thế hay là mày track cục trong page như là segmentation dùng pra page map table là segment map table. Chúng như đó là advantage này virtual memory. Chúng advantage của virtual memory cứ tầm hôm job và tầm hôm program nó bị ở restrict từ tầm hôm này main memory được RAM này. Chẳng phải chỉ job nó thống chiên RAM có ai giờ run ban RAM này. Hay memory is just more efficiently. Chẳng memory của RAM nó cứ ra phát ban lo chứ muốn là sao ta cho đã được nó memory đã ở thời cá nó cứ ở thời cá chẳng bạn lộ từ chỗ không RAM thế rồi it allow unlimited amount of multi programming bạn thấy program chứa lại đang không phải được mỗi bán. I share between user bạn. It facilitate a dynamic linking of program segment manita ne knong segment segmentation allocation memory ne kư vi mien link rovieng segment to segment ne cha nang kư chi advantage ne knong virtual memory. Chúng vì allow sharing code and data chẳng chẳng là bỏ chứa anh ai run bàn trong beta mới chẳng là cả sharing cứ ai thua là bàn nên trong RAM chẳng chúng ta disadvantage vì để tạo nên processor hardware nó cứ thời gian prime đó bây giờ cục lượng từ virtual memory đó virtual memory đó cho nên tầm lại vì có lại chưa muộn nè hay để tạo nên overhead handling page interrupt nó cứ vì chưa chưa muộn nó xa ta page bây giờ chỉ cần lấy page chính vì thời gian load page interruption này chẳng hay bây giờ ba dùng page chính vì admin even để tôi nâng phenomen để tôi nâng sport bên sport ai chẳng hạn đó nâng để dùng ai chung mô thả stressing chẳng dùng thời gian kể thời gian develop software và time là bởi cục rộng tới là sắc xanh nhé. Chẳng nên có chi disadvantage mới này. Ok, anh cứ chạy tôi nâng virtual memory. Đó thì nó ai ẩn vô thằng này. Đi gọi ta mình xin nuôi đấy. Lúc cái đủ nhóm trong xu mùi. Này. Ủa dù hỏi thà công tơ nhóm chứng viên ủa thà công tơ nhóm RAM 4G cho. Chứ dương anh đang thà chỉ nôn RAM bó virtual memory bạn này. Chỉ nôn memory, chỉ nôn space bó virtual memory. Nhưng không, dương anh đang thì
Thông đã đôi chia à chạy mở bán được ta em chạy mơ được nông ở Thasm Nature lúc đó năng chỉ nói năng anh sao ôi tại họ chạy sang môi tiệt ba nào được rồi thôi chết này việc nặng thật là cơ rô là ôi tại họ tiệt này năng môi này còn ta mau anh dậy hay hát tệ bông đã bạc mai cơ ok chấm đẹp OK, chắc là mấy chương tại gì tại thôi một số memory nữa chương mình phải memory allocation scheme tại thôi nó paging tại chương này không window vì phải chọn cái paging nâng thôi vì phải demanded paging chương vì không cả nên nâng vì từ cả page file size hay nó không window đôi chia cái khi ai cũng not at the home page file size các bạn.
Chúng ai compare về Linux và Windows cứ vì ở đôi khi thế thì tôi nó memory management. Chẳng mình này thay sai vì đôi khi là lấy nhầm trong tài liệu ở OINL virtual machine chẳng nhưng tôi sẽ vì tam năng được gọi vì sẽ tại ô tô ấy chẳng ngắt rồi. Tài liệu F không đó vì sẽ tại ô tô. Tại đôi miên bật phải open source khác, đôi dân trời tự set file về khuôn ai đài. Set file cái khuôn ai, để tôi nâng... Rí rư có file location bị ấy chẳng á. Vì trời cần nọt xa, ở dân này cần nọt sai, cần nọt ai vậy. Anh tôi chỉ dân rơi cho hardware mùi chứ. Xin dân kéo cần nọt sai chứ, dân trong tập lăng ở đây mà anh chị ấy chẳng. Và ta tệ tôn nâng virtual memory, anh nâng vì tệ tôn nâng memory management với nhận anh tệ tôn nâng tha kịp bờ algorithm kia nâng bây tới manage memory nâng. Chị, áp tôn lực rộng. Chị, nâng Windows đôi chì dân chạy nâng system information và dân search nâng Windows dân khởi anh. Yeah. Chúng ta có thể nhận thêm Samurai để tôi nâng là bỏ hardware tương ơn nâng Windows nâng. Bỏ nhóm này cứ memory nhóm đập mỗi chi đã. Page file size cứ đập chi chiến. Chúng ta nâng phê cái kết virtual memory cứ kê dục tầm hôm mà physical memory đã miễn dẹp vô tập bộ là page file size này. Cứ đọc chi chứ nó bị chơi nhà total virtual memory này thì phải vô mỗi chi chẳng phải dân chi chứ dân chi memory management chứ có miễn là page file size này thống chẳng là virtual memory có việc thống tạm nữa chẳng là memory đọc vô mỗi chi tức bây program chứ ông mà đang game với một rồi chỉ có ai lên game cả này thế anh em về kết tạm năng thế ta game một rồi chỉ mà mấy rồi mới chỉ được bạn đây chúng ta mới đến với tạo to là chương sắc xa từ lơ cường nông bảo ấy tha vì lại ca chẳng bệnh chán với tạo to là computer engineering chán chương computer science yeah. Chính xa ta nơi sọc dưới vì thầm ná dưới ạc sơ phía chơi là một bộ chi chùm đi kháng computer science vì ạc sơ focus tới kháng engineering. Và ta bởi nơi sọc kế khi mình là chùm đi computer engineering kì ạc sức xa xì chùm đời tới là cả develop tới là OS để có develop tới tổng năng hardware thà dưới chân ai hardware mới đã lo gì muốn đòi design là design là hardware chứ.
chẳng hạn hạt đầu hạt chẳng hạn bạn chỉ liên khởi rồi liên rồi cho nắm hạt về là cái chân lụa thay thay giờ ai sẽ kể đấy hạt là người việc khởi như khởi sẽ kể hạt CPU mỗi mà generation từ mà generation về càng tăng càng nhiều muốn smart phía về càng tăng lớn nhiều muốn anh ở xa tại cái sức sản studio research từ lâu càng computer engineering năng cả tầm hôm chip muốn càng tại tối hay smart phía càng tăng càng hay speed ở bảo RAM cứ lớn nhiều muốn dùng khơi khơi nhà speed pi mà chỉ non từ mà chỉ non lang rồi khơi nhà bay pon megahertz pi pon bay pon chieng hay chieng đấy cho nó improve performance computer generation khỏi khỏi mà thì hay OS có cái update hóa cho nam hóa khá trên Windows về trên là hộ update vậy đây dân riêng là lớn còn đây chỉ là việc basic thì dân bây giờ chọn explore ấy chứ thôi research như vậy RAM này speed 2.137 MHz OK, tạm mà dừng cho tới đó là tệ tôn là cache memory. Dừng dậy một nữa tệ tôn associative memory thì nó cứ cache như ngay. Dừng dừng lọc từ lư bịa nó cache cache nó không không tụ sắp nó không computer nó không program thà bị nghiên cache phần nào nữa. Chả cache này kì, này kì đang ngon. Nó đôi chi khách biển nó gọi dân club khơi từ sáng tiếng bấy tại tôi nâng công tài kết thích chất thế nè công tài kết thích chất chà khách nó về chi hardware về mạng chi software thì chi hardware chi hardware là bia từ là chip từ là CPU nâng nâng là CPU chọc kia nâng vì đầm đầu tiên viết cứ store là instruction rồi có này instruction gì đúng không? Chọn gì sao máy cứ instruction là trên CPU đó hay require the memory để cái nông RAM đó vì store là content bỏ instruction đó đây là instruction đó đây là sẽ là những nhóm những cái vậy là sao tại vì vì tụm hôm vì tối ai vì tì tăng là kê sân viên nó cái biên là chọc vào cho mỗi CPU chẳng hai bạn vì là buồn viết cứ là buồn này cả execute nó vì lươn chiến tới là xe này chanh vì RAM dạ ca run program mỗi vì lươn chiến thỏm ra chúng ta hay overall performance của computer chứ có vì lươn tạm là nè tên chứ là không nên kênh chế cache memory can be thought as an intermediary between memory and then special purpose register chứ bị muốn cái
architecture với muốn cái design CPU trong memory nó cái đã cache nó trong cái đã trên cái CPU cái vì miền resistor bảo vệ đấy. Register nó cứ store lại instruction được kia. Chẳng typical microprocessor mà là thà CPU thông bản đá đây là kia chân nằm phở nó cứ vì miền P return layer này cache vì miền là vào mùi vào P là vào bây chẳng hạn là vào mùi cứ vì này chất những cái bản thà vì miền là chọc chip mỏng chọc CPU chip mỏng mà miền là chất CPU những cái bắt đầu mà miền là vào P đây vì chỉ integral part mà thà vì on the job vì biết cho mùi năng CPU để thà vì connect directly cho mùi năng CPU vậy chẳng đấy mình là bài bay cái vì nó chạy chuyện là bài pi chẳng đấy hay là bài mùi năng vì thời tái tập hôm mà biết thời tái tu chẳng đấy thật ra vì biết cho mùi job cho mùi chip chẳng nếu có nông tham này chứ những ai bao khởi như nhưng tham này chứ nha kèm bạn những ai khơi nhờ nó phải lên cho CPU những ai khơi nhờ L1 khách L2 khách L3 khách đấy chứ những khơi nhờ L1 khách vì tu trên kia mà không biết ta phải mọi đập là bài hay L2 khách tùm hồn nào phí mấy hay L3 là bài L3 thì đập vào mọi mẹ chứ cả nên nít công tờ nhóm viên miền là bài khách bài là bài khách. Chúng rụp hiệu này cứ phụ thiệp đối với traditional và modern design đối với CPU và RAM. Chúng phí môn máu phí môn máu cái design CPU nó chọc cho RAM nó cứ ạc bởi cache để cái bởi tay register môi như thế. Tôi ta chia modern design cứ kê miền cache memory nhưng cái miền bay là vào cache mình nhá bay chui improve the performance đối với cả access đối với program hay là RAM nhá chừng là bây giờ cái design cache memory nó cứ vì lươn chừng một. Chứ những đơn những card nó bị store tái hả là bỏ đây là xa access rồi có instruction nó đã access những nhóm những cái nửa bê đấy program mới rằng nhưng mà ta card store nó có việc thử thử miền là management về bảo vệ đại chứ không bị ở chế tạo store bạn nhà management bảo vệ nó từ bỏ việc thử tái device
size rồi có là bỏ lại vì tới store nó từ chỉ slot anh nó vì riêng tới năng paging đấy nhưng paging nó không dùng program vì device càng bị bảo biến tới chỉ page smart smart nè hay là mẹ cache này có việc thử chạy tùm hôm này bỏ instruction này store nó thì chỉ slot này và slot nó cứ có smart smart nè chỉ block smart smart nè. Trên đó bây giờ program chấp đảm răng tập bổng instruction record data đã request trên bì CPU tới can RAM nó vì nâng store tầm lại cache memory nâng vì nâng copy tầm lại content này instruction nâng hai vì có copy tầm lại nâng address của instruction nâng trong memory này. Nên chứ là tầm lại là copy nó viên là store tới chỗ được nông block nó là tầm này được nông cache này. Trên nó bị lực khối, nó bị đại CPU request instruction lực khối của mình lực khối. Trên bản thân chỉ mình khai trái vì tôi ta access cache memory nó muốn bạn ta access location vì access của mình từ vì trên vì memory. Trên vì thông là cache memory nó bị trả lọc ra rồi việc CPU register năng memory năng RAM, chẳng là bỏ na đại là từ đại instruction na từ đại vì thử từ bỏ bớt ra sao tại vì declare access cache muốn hay chẳng bớt dần chỉ chua bả từ đại vì năng do trên bị cache những tạm đó năng như do đấy. Chúng hôm nay khai cho những vị tầm hôm biết học đấy, tầm hôm biết tối. Chúng phần chi không cạn này đây là block, block khai cho những vị store pin, vị thời thời mệnh. Chúng vị sử dụng kia tận năng RAM này đấy, sử dụng kia tận năng memory RAM này đấy. Chúng vị thời biên replacement policy đối kia tận năng page replacement policy chứ. Chẳng vì bị muốn nói là page replacement policy dùng miền này là dùng miền là dùng về năng FIFO. Chẳng cả này nấy những phở những trong replace block na đây, những trong store tại phần miền na, store tại phần miền na, block na, record instruction na. Đại xa phạm những cái xa phạm những nhuộm. Trên phần cả đây nó dùng thời tái và algorithm LLU ấy thật xa tái nó vì là OS map không cá remove rồi có chân nua rồi bỏ nát đại xa phạm đây là list recently used. Trên trong cái design cache tầm bay design cache mùi ở đó khi thử mở chân nội mùi chân nguồn trên tầm bóng khi thử mở cache size
chứ mà xin chia khai sai thống co vì improve performance này chứ mà xin chia ad cái ad design rồi có ad build tầm hôm hardware bộ khai ở bản thống co vì là ở tầm này cái chứ mà block size này không khai xin chia design ở thống co vì là ở tầm này chúng mình sẽ block size cả thống về ratio number of reference mà thà chấm nôn đi cả access reference từ cả RAM rồi cả memory nó có việc bài bàn tràn từ tam chấm nôn reference không RAM như thế block replacement algorithm có chỉ factor mới quan trọng này. Bởi vì chỉ biến algorithm nào đây improve từ lời ở dùng phần time có việc đồng nai cả bỏ khá chứng càng đạt ở tham năng chứ. Rewrite policy chẳng tại tôi nâng khá chứ có visiting như thế nâng memory management này. Chỉ content là một block để nếu không catch nè nếu bây giờ vì change có vì thời ta return back to my memory bạn tha thời ta từ thậm chí bị đầm lại rồi có thể là mỗi data là mỗi đại đô nếu không catch nữa vì thời đại đô nếu không RAM được nè anh sẽ tiên kia tên là đầm lại đại đô nếu không RAM hay vì thời đô nếu không hạt đi chẳng chẳng là mình tầm lại nạt đồ chất vì thầy rai chất như thế chẳng chi alternative tầm bây cũng mọi cả rai năng viết chất đó chẳng khi chọn ai rai nâng bê là bóng cứ nên về về block nó cứ đồ chạy rồi có process này program nó cứ bạn chạm hãy chạm lại và ta với chẳng vì vì thuộc ai complex để nó không memory vậy vì nhẹ nhàng để không memory vậy không RAM vậy không cần phải đăng ký chọn voa measure voa tha performance catch nâng vì là ở phần này chúng ta sẽ kẹt ní hit ratio là bỏ catch nâng chứ bây giờ chỉ catch nâng là vì ai chú ý ao memory system vì efficient chuyên môn như thế. Xem bản thân chia optimal selection để catch size and replacement algorithm bản thân chia catch ra ra dục catch size and algorithm replacement và block vì optimal bản thả best case vì ai result trên chia 80% 80% này request đại từng ao đại miền trong CPU nó bị ai miền cả sập 80% phải nó bị ai miền trong cache chỉ cái một thì họ phần chi nếu mình tự thì họ
chứ bây giờ chỉ total number of requests is 10 mà ta aka request instruction trên bị siêu chú mình chân đoạn lắm hơi mình tổ mối đàn rộ khơi này không khai cho memory chứ mà ta hit ratio lắm vì mình học sắp percent chứ bây giờ chia dân sẽ lại dựa optimal khai sai rồi có improve the replacement algorithm we add I đó là pass up pass up rồi như thế. Hay bản thân chi cả design khác trong việc đó về ai khởi tự những cả này là miền mà rồi phải hay rồi khởi tại bẩm buồn nực nồng khác chỉ mình đang bàn tha cả design khác trong việc sai lỗi thế only bẩm buồn percent. Dạ, hết ra chỗ những kẹt này đó, dừng ăn thòm và đá, kẹt này hết ra chỗ. Dừng cho chân nguồn request lại chân bì... Rồi cho chân nguồn request lại rô khơi nè không khách. Chạy những chân nguồn request sẽ rộp lại chân bì CPU nâng, hay con nguồn rồi nè, khơi chân nguồn phía rồi. Mùi tiết bất sân dừng chọn đang chọn mẹ vô, về anh ta lỡ efficiency của system. Tiếp tố nâng time consuming mình. Cái này cái kia này mà average access time. Chứ average access time thì trong vô thật là cả access time bị CPU từ memory nên ta bị CP ở phần mát. Chứ dùng dục average access time bọc khách bộ chủ môi năng average access time bọc memory nên côn năng phía rồi này hiện trạng sâu rồi bỏ cache này. Mùi đó hiện trạng sâu nó mà nên thả chùm nuôn này kia này. Chùm nuôn percentage, chùm nuôn phía rồi này này cả request đã ọt success này không cache. Mà nên thả chùm nuôn request, cứ chùm nuôn request đã tới access tới chỗ cái nông main memory vậy. Chừng bao giờ chia khác dương miền cái sập miền ở thứ hai mấy nơi chia miền học sập phía rồi học sập phía rồi success chẳng. Chừng sau mà cứ sang sập phía rồi nó cứ tới access trên phía main memory. Chừng ở chân đuôi nó cứ dọc tới côn năng average access time bỏ main memory tới hay bao chừng buồn năng average access time trên phía khác mà. Anh nói riêng khởi chuẩn nguồn sở rộp này là access time rồi bỏ memory sở rộp trên PC CPU ở tới cache ở tới RAM chẳng bây giờ chỉ riêng ưu tiên hóa bây giờ chỉ riêng average access time cache miền pi rồi nanosecond hay average access time tới memory rồi có RAM nè nghiên mạng bỏ nanosecond hay system riêng hit ratio miền cái sự miền học sự việc rồi đã success nó không nông khách hay là về cái sự tham nó không khách miền của mỗi đôi nam nó sẽ khác nhưng ai kẹt đi ở trên đường sờ và về cái sự tham trên PC view ở tại RAM nó miền trên đường tập bản nào chẳng được chẳng bây giờ bây giờ chỉ kẹt đi khởi tích anh đang vì lo là tạm đây chỉ ở hai, tại tôi năng virtual memory hay năng cache. Mình toàn là ở toàn ấy. Để tôi đang khai trên những virtual memory. Chính là tôi đang memory này chỉ bắt đầu chỉ dừng ở chọc thôi cho nên đang ấy. Đó tôi đang cứ chọc để tôi đang memory này chỉ bắt
chẳng chấp đi khỏi tới là thật khỏi tới rồi có mê đến khỏi tới chứ năng mơ tới là processor management với cả cục rộn của processor nó không CPU với chẳng project đã to nâng OS chứ nhưng mà toàn sẽ xây chi introduction chi description nào dân số mở trả lệ thế và ta nhầm ở dây thu thu bán chứ ở đây là nhầm trong nào dân thơ nó cứ xây program mới và language cái bán đấy là dân check họ là lâu nó I simulate tức là memory management hay năng process management. Nào là dương riêng trọng tại memory management này. Chúng ta simulate program này simulate cái dương algorithm này các bạn ạ. Ta không chúng nào mỗi là kia ra phải chẳng dương miên là page replacement policy chẳng vậy để nhóm chẳng ở dương thế cứ tiệt to năng page memory allocation nhưng chẳng sẽ program tới simulate algorithm năng toàn này nắm dương dương thần thiên vật real memory đối dương thần chơi hard memory dương khoảng đặc và bộ memory hay miếng tầm hôn này này chẳng gì mà nói tiền ở start sẽ xử lý nhưng trong số thay dương thần vật thiên vật real hard real bên này thay dương thần miếng chơi hard bỏ hard để dạy chẳng hay dùng thua cao bằng năm mấy đấy cả dương quả một cái lại bỏ hết chẳng tất hai viên miên tầm hôn mà lại chẳng nè nè chứ đó mà như simulate nhưng còn thời cả simulate ba tha dương với cả là bò này một cái chỉ là bò chứ cả là bò mỗi tang chỉ mỗi chỉ RAM mà mỗi chỉ program như thế hay mà RAM như mình tầm hôn phần á hay trong page mình để là kêu sân á như chơi chạy program những chữ page page bài mấy hay là bây giờ ai phải memory bạn cũng mà thay program những thông riêng memory hay những thử 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 mấy ai program nó ai allocate cho cái nông memory hay RAM bạn hay RAM nó cứ success ai chop chop program mà là program mới miễn chọn mà buồn phải làm rồi có đọc được chứng tế hay chọn mỗi mỗi miễn và bạn phải chứng tế lúc hủ nhóm xong ở lúc hủ cú structure tịch để xa tại bờ lúc hủ nhớ nhóm ở sơ đằng nè khơi hủ mạch instruction nhóm đã toàn thua hào thế chứ còn đang dành từ thua thế là project anh có ở từ chọc trong bên thằng này chọc trong cái cõi như còn là gì hỏi tại tôi đang mà mình lấy cho mình chỉ biết là anh đang sang là smart thiệp dễ cái nào anh đang dương cua tại thôi chỉ thêm nhưng ở đó dương miên là thêm project có thể ăn miếng này lọc phạt là miếng thiêu ngọc. Này à lấy thiên thân ạ, à sẽ chạy thêm hỏi đấy. Chẳng chứ mà có mình mà có mình mà nhé, mình thấy đẹp thế. Buồn phép.
dinh dinh cua chập đa mà rất thêm mà hỏi đấy à chờ mà không buồn buồn nẹ thơ phạm nẹ chụp bộ description này phải check nhau toàn sẽ hỏi đấy chẳng phải chỉ tất chân nam cao gì đâu chân nam bị bỏ phải vui khai cái đó rồi có cho bị cao gì vậy tại những nhóm ao chỉ big picture hỏi ấy riêng những ai từ sao chiều thà từ thêm mấy cho này hay vật chất nó cứ thời chậm trong miền tây cứ chậm trong miền khỏi để cho người riêng miền tây chờ để ở đây này lúc khổ anh AP dương chậm thêm chậm hồi nay mà nè dương trong chậm hồi nãy đi có random trong chậm hồi nãy lúc khổ tham vấn là chậm thêm hồi nãy dương hồ khnề chứ nghe chứ nghe AP khnề miền ở chứ nghe nè ở khnề cứ ở khnề chúng ta dọn đa phơi thêm một check tăng thì xem thị bay mà nãy cổ quan nào viên nó biểu random chẳng chắp tám chấm mười chưa random à cho xem bị ở phải xem thị buồn ấy là toàn miền project thời đấy năm thứ bốn nó ở miền ta internet program mấy cái miền ta internet program mấy nó về personal nó không sắp ông bị đạn tỉ thôi tiền chui bị đạn này cả lúc rồi còn lại rồi thêm nâng lúc rồi chẳng rồi chỉ thua thêm mà sai mà rồi mới có chia project chia project chẳng ai làm hạt homework mà nâng ảnh nâng dân thua chỉ individual sân tài homework này hả? Homework này ở miền à? Admin homework này, admin homework này. Anh ấy sao slide chat đấy. Chẳng mình này tha rơ thêm nâng chia sản rập thêm project bên này. Buồn này tập em này lục rô. Này. Này, dường ai sẽ tạo lăng tới nhóm đang thà chạy random mình đấy. Chính thì ai giờ rock khnì chạm chỉ thêm những thế. Chính person chỉ chạm khnì rock khnì khron ấy. Chính sự nghiệp na khi đã là ở sự chế ấy chính ai giờ tổ này chế phong. Cũng ai là nẹt chế nên đâu nẹt chế ha. Chẳng là phải chẳng tới thêm nó cứ ở từ một cái lúc của dân thời là việc thôi nè miền là phải interface ấy à đối với dân vậy dân đi dân đây là sẽ GUI bossy ấy vậy hả nè đây của bộ tiếp theo tin tân nói năng lơ lơ à việc tâm nó là còn sâu này trong nên là thôi việc là phải chọn chắc là khổ ở lúc khổ phải anh chị dù ai đó của nhau mẹ lúc khổ à đây anh thầy cao với chị dù ai nhưng chắc sẽ đỡ xì mũi thầy có chạy sẽ em xem tiền à thời ca phải chi ai anh em nhảy nhảy thế này
Vậy nè là objective nó cứ dân chẳng ai ta dân chế implement algorithm đã miền được nông mạng mình này chứ mắt này nàng process management. Vậy algorithm nó chia pseudo code cứ cái miền được không giúp hỡi đã áo dân bởi xanh chỉ dân đa tâm mới chứ bắt chỉ khởi cái algorithm cứ miền dẹp dẹp nhưng ở trong mạch hồ nó còn ai đấy chị ơi. Chúng ta có được chị cho tệ tuần cash này toàn của cái này thế thời ca thuê làm hạt đấy rồi trả lời là riêng ở thuê làm hạt lấy lên tên đợt ra tại nó chỉ tệ đế chỉ mong tệ đế đấy hay homework một trăm bài thuê homework tiếp tục nữa riêng xem ra holiday thế cú xong số thay bật chén nó cứ dương thua chia tùm rong bật đá là cú dương đau từ lơ à dùng tu system nâng đại dương cho chép vào memory management nâng đứa co thay mấy cái từ lơ nâng tiết là cú tự tao nâng manager nâng nâng gọi ta tự tao nâng nâng memory management nâng process management tại là dương chọc memory management mỗi ấy chán là bỏ mày mình đi mình nhưng thầy implement chia project chứ nè phần tay là cú miên ở bà hai chỉ objective của cô phong ca đầm nào ca phong ca thua project đó là cú nghe nhưng mà thon dễ hại bạn là cú với nhóm chéo đấy thà nên thật sự mình mệt đại những cú nè bộ chia practice hóa chứ nhắm admin à description này project là sang thì chứ nhắm tới chứ nhắm tới sẽ làm việc bọn đi tray chứ nhắm tới cứ qua đó dễ ngoặt ở nhau chẳng dễ ngoặt ở lại chứ nhỏ đây là còn ai còn sạch thêm vậy chứ chứ là ở lại bây giờ chỉ riêng ở đơn thà ở sẽ chụp bác chứ nhắm tới sẽ chỉ description ở mở chứ tại lấy hoàn toàn sẽ hỏi bắt được không cái okay, dân nâng thuê lùm hát tiện tôi nâng khách chẳng phải
ai mơ làm hạt tì đọc bùi tì đọc bùi tì đấy hay kẹt nì tam à formula một năng bởi dân dân dốt chứ ai thua gặp lại đấy nhưng bởi dân dân dốt chứ mơ dân thật hay này kia thú pháo là bẹt nhập phòng thì đọc bùi chân phòng ăn phía rối thì đọc bùi chân phòng ăn phía rối. Sao chúng mình biết rồi. Okay. Now you can contact. You can contact Jai Blake Tomanati. Chang Manta, I think I'm at Sam's book at all. Chang a cut that design, you could also say loudly. And a trump at all. Nên là thuê chia thuê ốc chờ này. Chúng ta sẽ thuê bán bài gì. Dù rồi, dù rồi, chúng ta sẽ thuê.
memory measurement. Thế là chị ở hai ngày nắng mình xin lỗi ạ. Mình thơ bảo toàn bạn cài để chẳng cá hóa chẳng mở to thì ạ.
Lúc cũng như thế tế bên bớt ô em xong không xong mấy lúc ổn 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 sẵn mê tế mấy lúc ổn ồ nhỏ to anh kể ế đấy một phần lý ok nghe chưa vậy phép không bớt sẵn dễ phần lý lúc khu dễ tha hướng bởi chết nắng lúc khu đi cầm bắn ôi chạm thêm con ái rồi có mạch bên lúc khu anh ấy bật ta mà chỉ personal experience chạm thêm luôn ấy cứ khi vị chết nữa thêm na là đã score thì chắc là vị chết thời bạn nó tay trong khối na kia là rồi khi ở bán cứ thua bạn chẳng hay bạn chỉ bị chán khủ khá còn random thế còn đập cũ còn đập bây là dân ren đông với dân tới vì bộ bà thò dân hai chụp khnien nạt chụp khnien nhớ cũ còn hai dân này 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 đập với dân bữa sinh thì dân score này dân ấy dân chậm thêm ở dân thật thời tân na chắc bây giờ sụp một dạng này là sụp thật tới thời tân ở khnien chắc cũng à bây giờ ở đây bây cũng ai nhìn nhau đây lấy khnien lấy khnông thêm mà nè chờ nè ta chứ không biết mình được cái gì pool này lấy mà tệ phía trước trong chập khnông ấy rồi có random boss nào đấy cô mẹ nhóm chặt luôn ai cũng được rồi hai người cùng phép sẽ để chi trong cái rồi hả nhưng cái thang lực hồ quạt ao chỉ idea ai phụ nhóm chặt thêm mà lực hồ đầm bấy fair mùi đây là cái này reasonable lực hồ ao chỉ suggestion mà lực hồ bạn suggestion bạn mình ok lại chậm thêm phần ai thôi chứ ai
prepare ឈ្មោះ team ហ្នឹង ឲ្យ ហៅ ទៅ ចឹង ហើយ ចា សូម send ឈ្មោះ ហ្នឹង ឲ្យ ខ្ញុំ មក Lúc rưu xanh cho mua lợi mình. Ở đây là lợi đấy, bên nào hỏi. Bên nào rịp cho mua hỏi, thêm thế nào nè rịp cho mua đấy. Lúc rưu maximum 5 nè 3 nọt. Này, 5 nè 3. Okay, đôi chị ai mẹ mày nè mẹ này chị ngon đấy bởi ạ mẹ ạ mẹ thầm đăng đấy ạ mẹ mọi mọi đấy lúc hôm xong xô à ní lúc hôm thầm hạt tí đập bấy lúc hôm à hôm vậy ba lúc hôm à nắng lúc hôm đã chị à ní lúc cụ à khang khổm lúc cụ đã thật khai sự lệ đấy này nó lúc cụ sẽ phải thấy nó có bây giờ thiên long hạt nó luôn à này bây giờ ta smart lúc cụ phải thấy bật thiên trên chân luôn này à thế này bao con lúc OK, dừng ai nhỉ? Sao mẹ mình mòn tới chừng? À, con chưa đáp. Chị mẹ biết liên lục không? Mẹ biết liên lục.